đi, công suất của nó là 1000W trên một kênh. Đây là một dòng đẩy 2 kênh em nhé. Anh em cùng lắng nghe chất âm của dòng đẩy này ạ. Quá hay anh em nhá. Đây là em đang kết nối từ máy tính ra. Đấy, đánh thẳng vào cục đẩy không qua một thiết bị bang lọc lưng nào nhá. Anh bao căng anh em. Đây em đang chỉ để mấy chế độ 8 giờ nhá, để mức tầm 8 giờ thôi. Mà nghe nó quá phê rồi, đúng không ạ? Hiệu ứng stereo đảo loa nghe rất phê anh em nhá. Ở đây thì em đang chơi với hai cặp loa bass 30. Mỗi một kênh em chơi một cặp bass 30 linh loa. Đấy, đấu linh loa anh em nhá. Như anh em nhìn thấy, mặt rất là đẹp, rất ok. Con này thì bao phê cho anh em rồi. Đấy, size ngắn, anh em để trong tủ cả nhà mình thì rất hợp lý nhá. Con này thì nó mặt đằng sau thì nó tích hợp cả quản lý nguồn. Đấy, nó có 4 cổng cắm. Anh em về có thể kết nối mic, bang, lọc, lưng. Đấy, cắm hết trên con đẩy này anh em nhé. Đấy, cắm hết trên con đẩy này. Sau đó anh em chỉ cần việc tắt mở con đẩy này là ok hết. Không phải cắm những cái ổ cắm nhà mình đó. Về mặt trước thì anh em đã nhìn thấy đây ạ. Nó đều có cái đồng hồ hiển thị cái thông số điện, báo điện áp vôn nhà mình. Như anh em nhìn đây là đang điện là 230 đúng không ạ, 230V. Đó. Đấy, em đang mở rất nhỏ đúng không. Mở rất nhỏ nhưng mà nghe quá phê luôn. Cho ra mặt đằng sau cho anh em nhìn. Và tín hiệu em lấy từ máy tính. Em cắm trực tiếp vào đẩy này anh em nhé. Đấy, từ máy tính, từ dây AV 3.5 cắm trực tiếp vào con đẩy này và đấu hai loa ra. Đấy, hai loa em linh. Em linh hai cặp loa, linh hai cặp loa treo anh em nhé. Đấy. Mặt đằng sau anh em nhìn đây ạ. Mặt đằng sau thì anh em nhìn thấy bốn cái ổ cắm này nhá, mic, bang, lọc, lưng, anh em để cắm hết trên con đẩy này, đúng không? Anh em cắm hết trên con đẩy này cho em. Đấy, và chỉ cần tắt mở cái con đẩy thôi. Đấy, rất là dễ sử dụng. Quá hay đúng không ạ? Ở đây thì mặt đằng sau thì nó có cả cái cầu xoắn về, anh em có thể đấu trực tiếp vào cầu xoắn này nhá, không cần phải cắm các cái xích này cũng được. Đằng sau này nó có hai quạt tản nhiệt. Đằng sau có hai quạt tản nhiệt, rất là mát. À,